Hello, xin chào tất cả mọi người nha. Hôm nay là sáng sáng của ngày thứ sáu, tụi mình có công việc á, tụi mình đi ra ngoài quận 7 lần. Thì hôm nay mình quay ở ngoài quận 7 cho mọi người coi luôn nha. Tụi mình mới vừa ăn bún mọc xong. Đây đây là đồ của tụi mình. Đi đem theo quá nhiều đồ luôn các bạn. Kết nối vậy hả? Rồi, tụi mình đã tới quận 7 rồi nha các bạn. Rồi, bữa nay nắng khiếp thiệt chứ. Đây trung tâm của quận 7, ở bên đó là Racing Mall, bên đó. Quận 7 giờ lớn quá hen, chỗ này vừa lớn, sạch, đẹp, dễ sợ. Các bạn thấy không, đường Nguyễn Văn Linh đó. Đường phố của quận 7 lúc nào cũng cũng sạch cũng đẹp vậy hết. Xe hơi thì quá trời luôn. Đây là bên chỗ này á, là bên hồ bông về hồ bông về nữa mọi người ơi, mình chạy vòng vòng mình nổ quay bông không cũng đã nữa đó. Trời ơi, nó nguyên một cái khu luôn. Ở bên đây là bên Racing Mall của quận 7. Giờ này bắn mắt. Ủa, cái bông giấy à, ông nội ơi, cái cây bông giấy, trời ơi, cái cây bông giấy nó chắc mấy chục triệu. Ôi, đa phần mình thấy bây giờ, hiện bây giờ trên các bạn là bông mới nhân, là mình thấy bông giấy người ta làm là nhiều nhất luôn á, chứ không phải là bông mai đâu. Ôi ôi đẹp quá trời. Cái bông giấy này ai chăm sóc hay quá, có lời khen. Còn mấy cái chậu bonsai nè, bonsai này mình không có không có ấn tượng được, mình không có thích bonsai một chút xíu nào hết á. Người ta mướn cái này chắc cũng tiền không á chứ hen. Đó tắt, ủa mấy cái tắt mini nhìn là đẹp á nha. 10 triệu. Lại quay cái cây bông giấy này nè, xích lại xíu. Thôi thôi để quay quá đấy đi, mình hồi gặp mình đó. Cái cây bông giấy đó ấn tượng. Ngày mai là đào ấn cũng đẹp tượng. Hồi đào 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 nha quý vị, đó chứ không phải mai nha, đào bờ hồng nha. Nó cũng còn ít đó, đang đi ngang vườn đào. Ồ đẹp quá, hồng hồng chứ này đem đào vô đẹp. Mà mới gì đây, nguyên một cái cây mai khổng lồ ấy, trời đất ơi, cái vườn mai luôn đó. Ồ, trong đó nơi nở hết trơn, mới có 22 mà nở hết trơn rồi, còn gì để nói nữa. Đào với mai thôi ê hề hen, trụ điểm bán đào Nhật Tân nha. Đào Nhật Tân nẻo ngoài Bắc hay gì á, còn bên kia là một gừng bông giấy luôn. Đây đây đây, khỏi phải chê vào đâu, một gừng bông giấy. Đội đi coi bông không, các bạn đã thấy mãn nhãn rồi đó. Tết đẹp lắm các bạn ơi, không có đẹp cái gì mà đẹp bằng bông hết, nên mình mê lắm. Đi coi sướng. Ủa, đồng giá 150 một cây, cây có chút xíu luôn, cây mai. Trời, bắn mắt ghê không? Mắt ghê gớm không? Không những mai quất, quất là tắc á mọi người, mà nó còn bông cúc, bút cúc, mâm xôi, mồng gà, đủ thứ. What? 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 Cái quất đấy. Tắc thì nói là tắc. What? What? Mỗi vùng miền khác. Thì đúng, mỗi vùng miền khác nhau, mình đâu có nói được. Mà năm nay có đào là mình thấy là có cái này là triển vọng ha. Cái cây mai này đẹp ha, cái gốc mai nó đẹp quá. Thôi ôi ôi, đây một gừng bông giấy đây, quá quá đẹp. Bé này sao? Bên này. Trời, cái cây mai
mấy cái lồng đèn này mà mình treo khắp nhà đỏ rực luôn vậy nó mới đẹp. Treo phải treo như vậy mới nó mới đẹp. Cái này hen mà trời đất ơi, cái gì mà xe nó cứng ngắc hết trơn vậy trời. Tết nhất người ta đi người ta mua đồ á. Ông nội ơi quá trời luôn. Trời ơi, đó. Các bạn thấy không? May vậy mới được. Cái đồ giả là phải chơi vậy á. Đây là trung tâm của chợ lớn. Xin chào mọi người, mình đã về tới nhà rồi các bạn ơi. Thì hôm nay mình sẽ làm món bún Thái mình ăn nha các bạn. Món bún Thái thì nguyên liệu thì của mình có thịt, có đây là chả tôm á mọi người, có mực, có tôm, và ở đây mình có cà với khóm ha. Rau ăn kèm mình là mình ăn là rau muống nha. Đây có mình bún, một gói lẩu Thái, một trái dừa, và ở đây hành, tỏi, ớt, riềng, đặc biệt là có củ riềng nha mọi người, và gừng nữa. Rồi mời mọi người vô chế biến đồ ăn với mình nha. Đây là những nguyên liệu cơ bản của cái món của mình nha. Sả thì mình đập dập mấy cái đậu sả hồi mình bỏ vô nha mọi người. Còn riềng với gừng á thì mình cũng sắc nha, mỏng mỏng như thế này ha. Đặc biệt cái món này á, cái món bún Thái này nó cần phải có cái củ riềng á, nó sẽ làm dậy mùi của cái món bún mình hơn nha. Và bên cạnh đó cũng phải có gừng nữa, riềng và rừng và gừng đi chung. Rồi ở bên đây thì mình có mua một trái khóm, thì mình sắc khóm làm sắc phân nửa vậy nè. Mình ăn không hết thì mình để lại nha các bạn, mình chỉ sắc phân nửa thôi. Mình cũng gọt cái cùi chính giữa luôn. Rồi mình sắc cho làm miếng nhỏ nhỏ vậy nè. Chua thì mình cũng sắc cho làm bốn luôn. Rồi ở đây mình có cái chảo nha mọi người, mình bắt lên cái mình cho dầu vô. Rồi sau khi cái chảo đã nóng lên hết mọi người thì mình cho hành, tỏi, ớt vô. Mình xào cho thơm lên. Rồi sau khi mình thấy hành, tỏi, ớt đã vàng rồi hết các bạn. Bây giờ mình bỏ thịt vô nha. Và các bạn có thể ăn với thịt heo sườn hoặc là ăn với thịt bò cũng được nha. Còn mình ăn với thịt heo. Mình xào trước cho thịt nó săn lại nha các bạn. Nãy mình làm vô nha. Có gừng, có sả, có tỏi, có hành rồi nè. Đó, mình bỏ vô tất cả các này hết luôn. Rồi mình xào đều lên. Xào cho mấy cái này nó mềm mà nó thấm hết luôn á. Thì bắt đầu mình mới đổ nước vô nha các bạn. Rồi sau khi cái này nó cũng đã chín ha mọi người. Thì mình cho nước dừa vô nha các bạn. Mình cho một trái dừa vô luôn. Bên cạnh đó mình cho thêm một miếng nước lọc nữa nha mọi người, đang cho cái nước của mình nó nhiều ha. Một chút xíu nữa thôi. Rồi được rồi đó. Rồi bây giờ mình sẽ nêm cái gói lẩu Thái này vô nha mọi người. Nguyên cái gói lẩu Thái này luôn nha. Rồi bây giờ mình muốn cho cái nước á, nó có màu đẹp á, thì mình cho một miếng dầu điều vô. Nếu các bạn muốn ăn cay nữa các bạn có thể nêm sa tế vô cũng được.
Rồi bây giờ mình nêm vô đây là nếu mà với cái lượng nước này là khoảng 1,5 lít á mọi người, thì mình cho khoảng 3 muỗng đường. Cái này thì mình nêm nước mắm vô nha các bạn. Một xíu nước mắm vô để nó dằn lại. Rồi mình nấu trong vòng khoảng 15 đến 20 phút nha. Rồi bây giờ sau khi nước lẩu thái mình đã nêm nếm nó vừa à miệng ha, bây giờ mình bỏ thêm chả tôm vô nữa. Cái chả tôm viên á các bạn, nó làm ngon dữ lắm. Rồi bây giờ mình bỏ tôm, mình bỏ mực với lại bỏ bún, bỏ rau vô, bắt đầu mình trụng, mình qua cái nồi này mình trụng nha các bạn. Mình bỏ vô mình trụng luôn. Mấy cái tôm với mực với lại rau với bún là trụng thôi nha các bạn, đừng có nấu cho chín nha. Tại vì một hồi mình còn chan cái nước bún thái lên nữa ha. Cho nên mình chỉ trụng thôi. Mực cũng vậy, mực cũng dễ chín lắm nha các bạn. Tôm với mực dễ chín cho nên mình trụng là nó đã tái lại, nó chín rồi ha. Rồi sau khi mọi thứ mình đã trụng chín rồi ha, bây giờ mình múc cái nước bún thái vô nha. Ồ, cái nước của mình làm á mọi người chua chua ngọt ngọt quá ngon luôn. Ăn kèm với nó là rau muống nha các bạn. Rồi mình còn có thịt nữa nè. Trời cay quá. Rồi mời mọi người qua ăn với mình nha. Rồi mình đã làm xong tô bún thái rồi nha mọi người. Nhanh gọn lẹ. Quá dễ luôn. Mời mọi người ăn chung với mình nha. Trước khi ăn mình uống miếng nước nha mọi người. Quá đã. Trời ơi, làm bún thái nó còn dễ hơn cái gì nữa. Quá dễ dàng luôn. Ngon quá. Nó có cái củ ghiền á, cho nên nó dậy cái mùi dữ lắm các bạn. Chua chua ngọt ngọt thơm ngon. Có vị cay của ớt nữa. Để mà mình ăn miếng thịt nha. Ồ, thịt mềm. Quá đã. Chiều nay mọi người ăn gì ạ? Không ăn được gì thì mình làm cho tô bún thái giống như mình đi. Rau muống thì nó giòn. Trời ơi, thịt mình đã ướp qua đêm á cho nên nó mềm dữ lắm mọi người. Quá ngon. Tô bún thái này nó còn chất lượng ở ngoài tiệm bán nữa. Mà mọi người thấy mình làm dễ không? Đâu gì đâu khó. Mực trứng đó mọi người. Mình mới ăn mực trứng cái con này nè. Ngon quá. Trời, mời mọi người miếng tôm nha. Con tôm này là con tôm lột. Cho nên mình cắn vô nó mềm xèo ha. Nó lột là xong.
là nó sắp thay cái vỏ mới. Thôi mình ăn luôn, ăn nguyên luôn. Ngày nay là 13 tây, 14, 1, 15, 8 giờ sáng ngày 15 tây sẽ chung kết Hoa hậu Hoàng Vũ của Ngọc Châu. Theo các bạn, Ngọc Châu sẽ đoạt hạng mấy với mình nha? Sẽ có thứ hạng cao cho Ngọc Châu. Cho các bạn biết sao mình có cái ly vậy không? Cho cái ly mà nó ẩn vậy nè, là do mình uống Catinat á. Người ta cái lúc đó người ta đang có cái chương trình khuyến mãi gì á, rồi nó làm cái ly màu này nè. Mọi người thấy không, giống như một bầu trời vậy ha. Rồi mình để dành lại, mình thấy đẹp quá mình để dành lại. Cái cục này là cá chả cá tôm á, lần đầu tiên mình ăn chả cá tôm á, để mình ăn cho ngon. Chả tôm chứ không phải chả cá. Chả tôm này ngon hơn chả cá bình thường nha. Các bạn mua ăn nha, chả tôm ngon quá. Thiệt á, không có nói láo luôn. Ủa các bạn ơi, cái món bún thái này nó thiệt chứ. Trời ơi, nó ngon mà nó dễ ăn thì đâu luôn á. Bạn thấy mình nhai gạo muống gạo không? Đã không? Bữa nay 22 rồi, mai đưa ông táo về trời rồi. Xin ông táo phù hộ cho năm mới được bình an, dồi dào sức khỏe. Vậy thôi. Cái phong tục của nước của người Việt mình á, không thể nào mà sai ở được hết mọi người. Nó thiêng liêng ha. Mà cái không khí Tết nó làm cho con người mình nó phấn chấn ha. Ngon quá. Cái bún Thái này nói chung là cũng giống như cái lẩu Thái vậy các bạn, y chang vậy đó, tương tự vậy đó. Mà các bạn làm giống như mình á, nó ngon gấp. Mà đặc biệt á, cái lẩu Thái thì không có ghiền, mà bây giờ bún Thái thì mình có bỏ ghiền vô, ghiền để làm cho cái mùi của bún Thái nó đậm đà, nó khác hơn cái củ ghiền á mọi người. Do chạy ra chợ thì mọi người nói vậy là người ta biết, là người ta bán à. Nó quá rõ. Ở đây mình có thơm nè. Thơm chứ, thơm. Mình chọn cái trái nó ngọt như đường á.
quên nữa, mọi người dự đoán Ngọc Châu sẽ đăng quang không? Với mình hy vọng rất là nhiều luôn á, được vô top 5 rồi top 3 luôn á. Tại vì mình thấy Ngọc Châu hình thể rồi trình độ này kia cái gì cũng có hết á, đồ thì đẹp nha, trời ơi chứ này bận đẹp quá trời đẹp. Mình cứ tưởng đậm dạ hội đưa ra hai cái xấu quắc hàng, mình cứ ngỡ là xấu, nhưng mà giờ coi đẹp quá. Coi xong bán kết mình có niềm hy vọng dữ lắm. Đã quá. Giờ mình ăn xong hết mọi người, mình cảm ơn mọi người đã xem clip của mình nha. Mình sẽ làm những cái món ăn ngon hơn nữa gửi đến cho mọi người. Đó là một cái như là một cái tham khảo để cho mọi người có thể làm theo mình ăn ha. Chứ không phải là mình chỉ dạy gì đâu nha. Thì thí dụ như mình làm sao mình là ăn vậy, nếu mà ngon thì mình nói ngon để mọi người cùng làm theo, còn không ngon thì mình cũng nói không ngon. Cảm ơn mọi người đã xem clip. Mọi người nhớ like, share và subscribe kênh của mình. Mọi người cho mình một nút đăng ký. Cảm ơn rất là nhiều. Hẹn gặp lại vào những clip kế tiếp. Bye bye.